Việt World TV xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị thanh thản trong tâm hồn và bình an trong cuộc sống. Xin được gửi tới quý vị bản tin mới ở Việt Nam, đó là bé trai nghịch bạn trong lớp mẫu giáo, buộc thôi việc hai cô giáo là quá nặng. Bé trai có hành động nhạy cảm với bạn cùng lớp là tình huống không ai ngờ tới, kể cả hiệu trưởng, phụ huynh, nên hình phạt thôi việc của hai cô giáo là quá nặng. Liên quan đến việc bé trai có hành vi nhạy cảm đối với bé gái nằm bên cạnh lúc ngủ trưa tại trường mầm non Tư Thục LX, huyện Kiến Sương, Hải Phòng, Việt Nam, lãnh đạo huyện yêu cầu dừng hợp đồng với hai cô giáo này. Thay vì luân phiên nhau đi ăn trưa để có người trông trẻ, hai cô giáo vắng mặt cùng lúc và hành vi mang tính tò mò của bé trai xảy ra trong thời gian này. Quả thật, với sự tắc trách đó, các cô xứng đáng bị kỷ luật bởi trẻ nhỏ cần được sự để ý, theo dõi để trừ bất kỳ tình huống xấu nào có thể xảy ra. Tuy nhiên, có lẽ vì quá sốc, quá nóng lòng trước sự việc đang gây bão trong dư luận nên hình phạt dành cho hai cô giáo được đẩy lên mức cao nhất. Theo tôi, chỉ cần phê bình, cắt thưởng, trừ lương cũng đủ để các cô rút kinh nghiệm và tránh lặp lại sai lầm này. Thay vì tước bỏ cơ hội làm việc, cơ hội sử dụng năng lực và kỹ năng chăm sóc, nuôi dạy trẻ họ được đào tạo, cho thôi việc không chỉ là chặn đường mưu sinh của các cô giáo mà còn gây lãng phí nguồn nhân lực nữa. Xét một cách lạnh lùng tính toán, thì với hai nhân sự này là hoàn toàn có thể sửa lỗi để sử dụng tiếp chứ cần đâu phải bỏ đi. Hình ảnh về chuyện xảy ra hôm đó, chúng ta rất bàng hoàng với sự sợ hãi, nhưng hãy nhìn một cách tổng thể và coi việc tìm giải pháp ngăn chặn, sắp xếp cho bé trai và bé gái ngủ riêng chẳng hạn là mục tiêu cao nhất. Thay vì tìm ra những người có lỗi để phạt thật nặng, chúng ta hãy nghĩ đến một mục đích và việc xử phạt, đó là giáo dục, gian đe để lỗi sai không lặp lại lần nữa. Với mục đích đó, buộc thôi việc các cô giáo là cái án vượt quá mức cần thiết. Họ vắng mặt do chủ quan, không lường hết được chuyện có thể xảy ra. Sự thật là chỉ có hai cô, cả phụ huynh và hiệu trưởng, đa số dân cư mạng đều không ngờ bé trai có hành động như vậy. Tình huống xảy ra đem lại nhận thức mới, là bài học không chỉ cho hai cô giáo mà còn cho cả nhà trường, phụ huynh và tất cả chúng ta. Và lại, trong chuyện này không chỉ có giáo viên mà cả nhà trường, phụ huynh của bé trai đều có một phần trách nhiệm. Và mọi người hãy tự đặt mình vào vị trí của giáo viên mầm non để có cái nhìn độ lượng, cảm thông hơn. Tôi cho rằng đây là cái nghề chẳng những vất vả, lương thấp mà còn dễ gặp tai bay vạ gió. Đứa trẻ nào cũng là vàng của bố mẹ chúng, nên bất kỳ điều gì xảy ra đối với trẻ cũng dễ tạo thành cơn bão, phẫn nộ chút hết đầu của cô trông trẻ. Một cô giáo viên mầm non tôi quen từng tâm sự, làm nghề này cảm giác như mình là tội đồ tiềm năng. Nếu không may mắn xảy ra chuyện gì là chúng em đã trở thành ác quỷ trong mắt cộng đồng mạng. Còn bị trách mắng, trẻ có vết bầm, vết xước là chuyện bình thường. Chúng em cố hết sức nhưng không phải ba đầu sáu tay nên cũng không quản hết được. Rất mong các cơ quan Hải Phòng nghĩ lại về mức phạt dành cho hai cô giáo này hoặc các trường khác cho cơ hội để sửa chữa sai lầm. Bạn có đồng tình với quan điểm trên hay chia sẻ ở bình luận ở phía dưới. Việt World TV xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin này. Mời quý vị bấm một nút subscribe, đăng ký kênh để theo dõi các bản tin mới tiếp theo. Chúc quý vị có một ngày mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào.